Ngày 1 tháng 2, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura tuyên bố cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria đã chính thức bắt đầu. Theo ông, cuộc đàm phán sẽ phức tạp và khó khăn, song người dân Syria xứng đáng được thấy những kết quả cụ thể. Tuy không đề cập vòng đàm phán đầu tiên sẽ kéo dài bao lâu, song ông Mistura bày tỏ hy vọng các bên sẽ đạt được một điều gì đó trước ngày 11 tháng 2. Tuyên bố trên được đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura đưa ra sau khi ông có cuộc gặp chính thức đầu tiên với các đại diện của Ủy ban đàm phán cấp cao HNC, nhóm đối lập chính ở Syria. Tới nay, nhóm này vẫn từ chối tham gia các cuộc thương lượng gián tiếp với phái đoàn của chính phủ Syria tại Geneva. Cuộc gặp giữa ông Mistura với phái đoàn của chính phủ Syria dự kiến diễn ra vào sáng 1 tháng 2 theo giờ địa phương đã bị hoãn. Ông Mistura cho biết, trong ngày 2 tháng 2 sẽ có cuộc gặp với phái đoàn chính phủ Syria và chiều cùng ngày sẽ gặp lại HNC để thảo luận sâu hơn về những vấn đề đã được nêu ra.